Xin chào anh em, đã lâu mình không đăng video. Hôm nay mình đăng video giới thiệu sản phẩm cho các bạn. Trước mắt các bạn đây là hòm siêu phẩm hòm 60 các bạn nhé, là bằng tre già. Siêu phẩm 60 bằng tre già. Còn đây là hòm 48. Còn hòm đây là hòm 34. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Hàng thì hàng bên mình là chính xác luôn các bạn nhé. Đấy. Khít vào ống 34, 48 và 60 luôn các bạn nhé. Nên các bạn có nhu cầu cái loại hàng nào thì cứ alo cho mình này các bạn. Đẹp, rất là đẹp, bền.